Úi giời. Tối qua đi chả nhìn thấy gì. Ở đây mất điện. Ở đây người ta mưa to là người ta cắt hết điện. Chào tất cả mọi người nhá. Một đêm dài tại chiến khu D thì bây giờ hai anh em mình sẽ lại tiếp tục xuất phát đây. Bây giờ thì sẽ di chuyển lên phía đằng Đồng Nai mọi người ạ. Mai anh sẽ phải đi xa, mang đi cả tình yêu hai ta, mang trái tim này đến một nơi chỉ có súng đạn và lòng thành người đàn ông. Nhìn em từ giây phút cuối, sau hai dòng lệ anh rơi. Mọi người có biết không, cây cao su này thì người ta chỉ cạo về đêm thôi, khi mà mặt trời nặn ấy thì họ bắt đầu cạo cao su, chứ nếu ban ngày như này thì sẽ không có mủ. Không ra mủ. Thường sẽ vào nó bắt đầu từ tối, không còn ánh nắng mặt trời thì bắt đầu đi cạo. Cái thời gian mà ra mủ nhiều nhất là từ 2 đến 5 giờ hay sao ấy. 3 năm. Úp rơi hết vùng. Ôi. Anh Phi tận đuổi theo tụi em để chôn tụi em nước. Hả? Anh còn quay lại đuổi theo tụi em à? Lại bán rồi anh mua chứ. Em cảm ơn anh nhá. Dạ, em xin ạ. Anh em đi về về Đồng Nai à? Dạ vâng, em đang đi ở hướng này lên trên Đồng Nai. À, đi qua Hiếu Liêm hả? Vâng. Đi đường này sẽ qua cái vườn cam giếc kìa. Ờ, đúng rồi. Để tham quan tí. Nắng anh nhỉ? Ờ. Nhưng mà được cái ở đây đi nắng thì nó có cái rừng cây các thứ mát. Của em ở đây quá, rừng keo dài quá. Phi luôn là rừng keo đi nó mát. Ra ngoài đường nó không, giờ dọc đường này thằng nhà tân... dân nào không. À vậy ạ? À, với vườn cao su thì đi, đi à, vườn cao su chứ Quỳnh. Quỳnh. Anh là tên gì ạ? Anh tên Nam. Anh Nam, em cảm ơn anh Nam nhá. Cảm ơn anh Nam nhá. Dạ. Anh em đi nha. Vâng. Dạ vâng. Anh đi đường cẩn thận nhá. Dạ em cảm ơn anh nhá. Chúc anh đi đường mạnh khỏe. Đấy, hai em ngó lại anh cứ kêu là hai em lại đi chung việc. Dạ em cảm ơn anh nhá. Dạ sao đi tới đây? Dạ. Thì đi lên Đồng Nai anh. Vừa em đi vừa đi thăm chiến khu D anh ạ. Em đi thăm chiến khu D à? Vâng, ở chiến khu D. Đâu phải đi đường này. Đâu mà đi băng qua không em? Vâng. 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 Là hai em đi từ đâu tới đây? Em đi từ Cà Mau ạ. Ủa, hai em ở trên mạng này. À, chắc là hai em mới gặp em. Rồi, đau bụng rồi ăn cái gì? Dạ. Đau bụng ăn cái gì? Đau bụng thì có quán thì ăn, không thì ăn nước khô ạ. Vâng. Mà hai em là bộ đội hả? Dạ không, bộ em xuất ngũ rồi ạ. Dạ. Ngủ giờ đi thích đi chơi vậy đó hả? Vâng, đi trải nghiệm vậy ạ. Thế trẻ mà. Ủa, hai em là người Cà Mau? Không, em người Hải Dương. Rồi em vô cho em Cà Mau, em bay vào Cà Mau xong em đi bộ ra ngoài Bắc ạ. À, bay là bay vào Cà Mau. Dạ. Rồi bắt đầu là đi vòng 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 đây, rồi bắt đầu giờ nếu mà xong chuyến về là đi bộ về Bắc. Vâng. Vâng. Cỡ nhiêu lâu? Tết không? Năm. Chắc là một năm. Tết. Vâng. Chán đi sao kịp về ăn Tết nha. Dạ. Đấy, em cảm ơn ạ. À, xe anh ạ. À. Dạ, cảm ơn anh chị nha. Tạm biệt anh chị. Tạm biệt anh chị nha. Dạ. Ý là gia đình, ý là cũng có mời ăn với chơi với tụi anh không á, ý là vui. Không có chân tình. Cái đó chị anh được cho. Em đừng có lo. Không có ý là chân tình. Không, chị đã ấy làm được thì em cứ vô dùng công thương với chị. Vô đây. Mời không sao đâu, yên tâm. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà vô đây với chị Hường, nhà mình đã có đội mà. Ai đồ này. Em cảm ơn ạ. Cho tấm hình coi. Không ai đồ. Em im coi, nhanh, được chưa? Trời ơi. Anh hai, đây đây. Vô trong. Vô trong. Đây, bao nhiêu vòng rồi. Rồi. Nha. Rồi. Rồi. Rồi vô trong. Cảm ơn anh chị ạ. Không, vào đây dùng cơ bỏ đồ xuống. Dạ. Vào đây với chị. Người ta nhà mến khách nè, bỏ đồ xuống. Dạ. Xuống đây, bỏ đồ xuống. Bỏ đồ đó. Bỏ đồ bên đây đi em. Dạ vâng, dạ vâng. Một chút nữa cho anh hai với anh thứ ba với bố làm cái này cho con, ngồi xuống, bỏ xuống. Dạ. Nặng dữ hả? Vào dùng bữa với nhà chị Hường mọi người ạ. Thì là hôm nay mọi người liên hoan,
Thế là anh em mình tình cờ đi qua, thế là được mọi người rủ vào dùng bữa. Xong bây giờ anh em mình lại tiếp tục lên đường đây. Bây giờ là 1 giờ kém 20 rồi, tranh thủ đi thôi. Vượt qua con dốc này mọi người ạ. Nếu như mà tí mà đi vào cái chỗ này thì là coi như là mát này. Đấy. Tí mà đi vào cái đường nó cua ở chỗ đấy thì mát. Hai bên hai hàng cây luôn. Là quên quá. Ok, xin cảm ơn. Vâng, anh đâu vậy? À, ra khuôn như nhau à? thấy quá giấy tá, tưởng lên đơn vị. Em đúng anh lên đơn vị. Thế là trước này cũng em bị mà ra học trường ngoài công ra xong rồi tốt nghiệp ra trường là chuyển qua học trường mới. Tụi em về trên khu D. À, về trên D à? Xong đi bây giờ đi ra ngoài này. Đi từ trên khu D ra đây. Xong bây giờ đi sang Đồng Nai. Tụi anh à, đi gì, đi làm thế này à? Đúng rồi, giờ nên đơn, nhà chạy nên đơn vị à? Cũng đi qua phà mà đúng không? Đúng rồi. Cũng sẽ để sang Đồng Nai mà đúng không? À, anh em mình cùng đường nhưng mà khác lối. Khác. Cảm ơn anh nhá. Dạ. Cảm ơn anh nhá. Dạ. Tạm biệt anh. Có gì anh em ta lại con duyên lại gặp nhau tiếp. Ở đây là ở Hiếu Niệm. À ok. Cứ ngồi trên xe thôi, cứ ngồi trên xe đó về xuống. Đây anh chụp cho. Ok. Ok. Cảm ơn các anh nhá. Anh đi cẩn thận ạ. Dạ em đi đây ạ. Bye bye nhá. Cứ mà ngày hôm qua mà đi đêm ấy thì là anh em mình sẽ phải đi qua cái đường này ấy mọi người ạ. Sẽ phải băng qua cánh rừng cao su này, chính vì thế là hôm qua mới ngủ lại ở bên trên khu D không đi đấy. Vì là nghĩ là sẽ không qua được, mà hôm qua trời nó còn mưa nữa cơ. Tối qua mà đi qua đây thì tối om gì có đèn gì. Đúng không? Nhà cho em ơi, khổ đau không làm đôi vai anh mang theo run sợ. Có đồng đội, có lý trí anh luôn tôn thờ. Mình cha ấy mang theo chỉ là máu, là lòng người. Niềm tin anh có chỉ là một trái tim giữa trời. Hãy sẽ về dưới ánh nắng trong yên bình. Nách cuối con đường và ánh mắt luôn lặng lẽ vì mình. Chào em càng đành nai với anh chưa bao giờ là sai. Tiếng khóc dưới chân dốc này. Từng giây từng phút với anh lúc này. Có vườn cam này mọi người, như kiểu là du lịch trải nghiệm ấy. Đây là khu du lịch trải nghiệm ấy. Neo quả đồi áo đổi màu luôn mọi người ạ. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Mưa. Mưa to luôn đấy chứ. Bằng một thế lực nào đó thì trời bắt đầu đổi mưa mọi người ạ. Mưa như này vẫn còn may mọi người ạ, chứ vừa ở đường đồi mà mưa thì cũng ra đường nhựa này mưa còn may chán. Mưa to quá. Ánh sáng yếu ớt. Úi giời. Sấm đánh ngang trời. Nhưng miền Nam đang kêu gọi. Cái gì anh? Anh thích đúng rồi. Anh phải ăn đồ TikTok không? Đúng rồi. Anh đây chung lại đây. Bình tĩnh. Phải ăn không? Đúng rồi. Đúng rồi. Anh thích Minh Tuệ hả? Vào đây ngồi chơi. Tạm tạm. Xin anh chú. Vào đây ngồi chơi. Tạm chú cho em này. Anh đồ TikTok. Hello anh. Đúng rồi. Hello anh. Sao lại ăn đi ở đây anh? Qua phà. Anh có cái ăn đi qua em đã góp được không anh? Chị mời chủ tịch anh. Anh qua đi em đã góp được không? Ừ. Đang qua phà nhưng mà mưa quá không biết giờ phà còn chạy không? Ủa sao lại đi bộ vậy anh? Qua 7 giờ là hết phà rồi. 6 rưỡi. Giờ mưa thì anh chạy không thôi? Mưa chạy không? Giờ hết thời gian ấy, em chở anh đi luôn. Không có vấn đề sao thôi anh.
bây giờ thì tạnh mưa rồi mọi người ạ. Hai anh em mình hãy tiếp tục di chuyển để đi tiếp, di chuyển lên trên này để xem là còn phà không, là đi sang bờ bên kia mọi người ạ. Tối quá. Đường không có điện. Ở đây mất điện. Ở đây mất điện. Ở đây người ta mưa to là người ta cắt hết điện. Bến đò Hiếu Niêm. Đây, đi sang nơi này. Tối qua đi chả nhìn thấy gì. Đến bến phà ở đây mà không biết còn phà không. May quá vẫn còn phà mọi người ạ. Thế này đó mới là tuổi trẻ chứ đúng không mọi người. Này sau này có tiền nó không mua được. Anh em con xuất ngũ rồi. Xuất ngũ rồi ạ. Bây giờ đang đi du lịch. Đi du lịch. Xuất ngũ rồi ạ. Đang đi du lịch. Cuối năm mới xuất ngũ mà. Anh em con xuất ngũ 2 năm rồi. Ở nhà làm kinh tế 2 năm rồi. Không giờ bắt đầu đi trải nghiệm đi du lịch. Ai giờ? Giống hai em sinh đôi vậy. Anh em sinh đôi á? Giống anh em sinh đôi à? Ừ. Người giống người ấy cô ạ. Chắc người giống người ấy cô ạ. Chứ anh em con có phải sinh đôi đâu. Vừa anh em con ở trên kia mưa quá này là chú ở trên kia giờ tạnh mưa mới xuống. Chỉ sợ là hết phà. Nhưng mà may quá. Ở đây mình bán cơm cháy nào nha. Anh em con sang bên kia sợ không tìm được chỗ nghỉ thì... 25 ngàn một. Bán cho con một bịch để đêm nay. Vì trong này anh em con mang cả võng giết các thứ mà. Không tìm được chỗ ngủ thì ngủ ngoài. Nhưng mà quan trọng cái đồ ăn này thì... Bỏ anh lấy đi rồi tí. Còn một bịch ấy đúng không ạ? Ừ, bịch anh lấy kìa. Bánh thế bán cho con một bịch này nhé. Bánh mì kìa. Không biết kìa. À, hết bao tiền phá của con gửi tiền phá gửi luôn. Là cái chợ đi nào có xe hơi chợ nó đi miễn phí. Miễn phí luôn ạ? Không thì lấy tiền. Làm tí cơm cháy đi rồi. Đi thôi. Sang sông. Gì nó bắt cá hay sao đấy mọi người. Bắt đi săn đêm, bắt cá đêm rồi. Yo. Từ từ không đứng lên, đứng lên. Ok. Chưa. Đi. Hello chị. Xuất phát. Hello. Đêm muộn. Cứ đi rồi tớ sẽ đến. Cứ đi đi rồi sẽ đến. Mấy cái này có tiền làm sao mà mua được nhỉ? Tối bom. Ở đây tìm được cái homestay rồi mọi người ạ. Nhìn đẹp quá. Để mình hỏi xem nào có cho thuê nghỉ qua đêm không. Thuê phòng không thì anh em mình thuê một phòng để nghỉ. Mai anh em mình sẽ đi đường Hồ Trị An. Mai đường Hồ Trị An nhiều khu cắm trại lắm. Chào anh ạ, anh ơi nhà mình có cho thuê phòng không ạ? Có, chị em đi đâu vậy? Dạ, tụi em đang đi du lịch. Em xuất ngũ rồi. Xuất ngũ rồi, hai anh em đang đi du lịch từ Nam ra Bắc. Đi xuyên Việt đấy ạ. Người ta có nghe là gặp ở đâu với Củ Chi đúng không? À đúng rồi. Tụi em đang đi xuyên Việt thì đi qua đây muộn quá thì hỏi nhà mình còn cho thuê phòng không? Bọn em đi qua phà ở dưới kia thì người ta đóng cửa mất rồi. Hết giờ rồi. Vâng, vì có một cái phà đi ở từ bên kia sang thôi. Thế nào có cho thuê phòng không ơi? Còn anh có, nhưng tại mai anh có khách. Sáng mai em đi sớm mà. Ừ. Đây cho em thuê phòng hết bao nhiêu gửi? À, gì đó tụi em muốn gửi bao nhiêu? Ấy là hết bao nhiêu tụi em gửi chứ tụi em muốn gửi bao nhiêu thì cũng khó cho tụi em. À. Thực ra thì là bên anh là bán theo gói, bao gồm bữa tối, bữa sáng, vâng. Nói chung không có gì hết, cứ đi vô đi. Dạ. Vâng, ok, cảm ơn anh. Đúng là phải đặt trước đúng không anh? Đúng rồi, trước của anh là đặt trước. Con chào bà. Con chào bà. Mới mưa thằng nó hơi không, không sao. Đẹp quá nhỉ. Ở đây các anh sẽ đi trên đất. Nếu tụi em ấy thì là sẽ đi cái kia ha. Để dép ba lô cái sách thì cứ để bên này. Tối thì có thể ngủ ở trên này. Ờ. Ý là tôi giới thiệu chân đất đúng không ạ? Ở đây thì chân đất. Ở đây thì chân đất, vâng thì em cải giày. Tối nay thì sẽ nghỉ ở đây mọi người ạ. Tối nay sẽ nghỉ ở đây nha. Đây anh Hiếu sắp xếp cho hai anh em mình. Tối này sẽ nghỉ ở đây cho mọi người. À, sáng ngày mà sớm ngày mai thì sẽ dậy sớm quay vẻ đẹp của homestay cho mọi người xem. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.
ngày mai sẽ đi qua Hồ Trị An, sẽ giới thiệu với mọi người vẻ đẹp của Hồ Trị An nó như thế nào. Anh em mình sẽ trải nghiệm bơi ở Hồ Trị An cho mọi người xem nhé. Tạm biệt. Bye bye mọi người nhé.